Chào hai người đẹp. Người đẹp nam và người đẹp nữ. Xin mời hai bạn hãy giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Phan Thị Ánh Nở, năm nay em 29 tuổi. Em tên Vũ Hoàng. Dạ, năm nay 31 tuổi. Và nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do. Cơ duyên đến với chương trình Vợ Chồng Son này thì em cũng bị cũng do là vợ ép quá. Dừng tham gia kỳ này là về nhà là ép hàng xóm tham gia chương trình này luôn á. Có lẽ vậy. Bị ghiêng á. Rồi, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau trên Yahoo chat. Lúc đó thì thời gian em cũng rảnh rỗi nhiều, buổi tối em thường hay ra mạng chat chít. Xong rồi cũng có anh bạn này vào chat làm quen. Rồi tụi em cũng nói chuyện qua lại. Nói tầm khoảng 2 tháng sau thì ảnh hẹn gặp mặt em. Dạ thì cái cuộc hẹn gặp này thì cũng không có phải chủ định, mà là cái mục đích là để em giới thiệu cô ấy cho một người bạn của em. Thì anh chàng đó thì ảnh cũng có gợi ý em: mày có quen cô bé nào thì giới thiệu cho tao một vài em. Đó thì hôm đó thì đang chat Yahoo với lại cô ấy, cho nên là em cũng hẹn gặp mặt và giới thiệu cô ấy cho người bạn của em. Mà xe sao mà cuối cùng chiếc xe này nó ủi vô xe này vậy? Khi mà gặp mặt đó thì nhìn giống như búp bê vậy, rất là dễ thương. Thì khi đó thì em cũng có chợt có ý nghĩ là thôi chắc không xe cho người bạn nữa, mà là tự mình giành lấy. Trời ơi, lúc gặp rồi tự nhiên cái hố tiểu nhân nổi lên đó. Em thì lại có ấn tượng với anh kia, tại vì anh kia nhìn cũng bảnh bao đẹp trai hơn. Còn anh này á, lúc đó nhìn thấy lùi xùi lắm, em không có cảm tình gì hết. Nhưng mà đến lúc mà uống cà phê nói chuyện qua lại thì bắt đầu là thấy cũng có ấn tượng với anh này. Từ đó và em quyết định là sẽ theo đuổi. Theo đuổi là tán cô này dạ, đúng không? Dạ, em rủ cô ấy đi hát karaoke. Có hai đứa thôi. Dạ. Anh nói thôi bây giờ mình đi hát karaoke đi. Mà tính em thì em lại thích hát, hát không hay mà cũng thích đi hát. Xong rồi hai đứa cứ vào đó hát. Rồi vô phòng karaoke anh làm gì? Thì anh cất giọng hát là bắt đầu mê, ngồi thưởng thức. Rồi anh lại nắm tay anh hùng cái tự nhiên cái rồi đổ cái lầm luôn. Thì khi mà sao đâu mà chinh phục được không? Dạ thì em cũng hát. Nghe anh hát lại không? Một hai ba ngôi sao lung linh tỏa sáng đêm nay, hãy thắp sáng những ước mơ và tỏa sáng hai đứa tôi. Minh chứng hôm nay một tình yêu của hai người trong những câu chuyện thần tiên. Hay quá, thôi. Dạ, dạ thì khi mà em hát bài hát đó thì vừa hát vừa nắm tay, và khi bài hát kết thúc thì em đã hùng với một cái. Trời ơi, anh lúc đó là em siêu lòng liên. Em đơ luôn đúng không? Nhưng mà em đơ từ lúc mà anh cất giọng hát hay là đơ từ lúc anh nắm tay mình? Thì anh cất giọng hát là bắt đầu mê. Rồi sau đó sao? Dạ thì tụi em nói chung là chính thức là quen nhau lúc đó. Rồi bao lâu thì hai bạn mới lấy nhau? Khi mà quen nhau được hơn 2 năm thì hai đứa quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng mà có một lần chia tay cũng một năm á chị, em bỏ ảnh ở đây, em đi về quê luôn. Nhưng mà sau khoảng 7-8 tháng đùng cái ảnh nhắn tin liên lạc lại với em. Lý tự nhiên. Thì cái vấn đề này là cũng là do sự trùng hợp, không biết là cơ duyên hay sao đó, mà em gặp một người bạn cũ của hai đứa. Cái anh chàng bạn đó thì ảnh mới nói với em là cô ấy bị bệnh và sắp chết. Đó. Wow. Em nghe cái thông tin mà người yêu cũ của mình mà sắp chết thì thật sự mà nói là rất là sốc. Và em quyết định là sẽ liên lạc lại và để hỏi han, rồi để tạo cho cái được nhiều niềm vui. Em có biết được là anh nghĩ rằng em sắp chết không? Em không biết gì hết chị ơi, tại vì nói chung cũng có bạn đó chơi thân với em mà cũng nó hỏi em: ủa sao bà về quê gì mà về quê lâu dữ không vô? Em mới nói tụi sắp chết rồi vô làm gì. Cái bạn em mới hỏi: ủa sao lại sắp chết? Mà hồi lúc đó em hay coi phim Hàn Quốc, em bị nhiễm á chị. Trời ơi. Em nói em bị bệnh ung thư máu trắng. Trời đất ơi. Trời ơi, gì đâu mà nhiễm thì kỳ cục quá trời. Đôi khi cái tâm sao thất bổn nó cũng có ít nghe ha. Mà em không hề biết là anh biết em bệnh vậy. Nó ủa sao tự nhiên quan tâm chăm sóc mình kỳ lạ ghê. Xong rồi lúc đó em ở nhà cũng chưa có người yêu, nên tự nhiên sao cái tình cảm này sinh lại. Em mới nói thôi bây giờ em vào lại Sài Gòn với anh. Em nói với ảnh như vậy. Thì em nghĩ là chắc là cô ấy vào đây để thăm mình lần cuối. Lúc đó là trong đầu của em chỉ nghĩ là cô ấy là bệnh sắp chết. Rồi. Thì em không biết là ảnh nghĩ em bị bệnh gì hết, mà em cũng thương nữa, thôi em đề nghị ảnh thôi mình quay lại đi. Nhưng mà lúc đó em có người yêu mới chưa?
Dạ lúc đó thì em cũng mới quen một cô bạn mới. Ồ vậy đó. Dạ. Lúc mà... nghĩ thì em rối không? Lúc đó thật sự em rất là choáng. Nhưng mà em lại suy nghĩ một vấn đề là nếu như mà mình từ chối á, thì cái trường hợp xấu gì nó sẽ xảy ra. Đó chết là luôn em, đó. Em sợ là có ý nghĩ quẩn rồi chết sớm rồi. Cho nên là em cũng quyết định là quay lại. Rồi bao lâu thì mới phát hiện là cô này không bị bệnh? Dạ khi mà quay lại được một thời gian thì lúc đó cô ấy mới nói là cô ấy đâu có bệnh hoạn gì đâu. Trời ơi. Giống như mình đang bị lừa vậy anh ạ. Y như trong phim. Rồi sau hôn nhân thì sao em? Đến với nhau rồi á thì em mới phát hiện ra là cô ấy coi như rất là thờ ơ trong cái chuyện vợ chồng. Em nghe một vài người bạn nói á, thì cái nhu cầu của người phụ nữ thì có thể là nó cao hơn đàn ông. Nhưng mà em nhìn thấy á, là vợ của em hình như không có nhu cầu đó chị ạ. Đang rất là vui vẻ, cô ấy nói là đi toilet. Đó, đi toilet xong á, thì khi mà ra thì cô ấy nằm ngủ tỉnh queo. Thằng cẳng luôn. Ngủ một phát một coi như là không để ý tới chồng đang làm đang rồi. Chờ đợi đang cái đó là như rất lắm. Là hào hứng cái đó là rất là ác thành đó một lần em thử coi á là em không đụng tới không quan tâm tới trong vòng khoảng hơn một tháng và mặc nhiên là cô ấy coi như là cũng coi như không luôn anh ơi. Trời ơi em chê chồng em dở dạ không phải có lý do chứ chị lý do gì thì chẳng hạn như tối thì thường thường em cho con ngủ xong rồi em đi ngủ khoảng 11 giờ là em ngủ còn ảnh hả cứ chơi game hoặc là xem phim gì đó tới 1-2 giờ mới lên không à mà lên rồi mình đang ngủ ngon cứ khòe rồi cái sợ cái vậy bực mình lắm chị em cũng đang nói chung cũng mát em cứ thôi đi vệ sinh ra cái mệt quá thôi nằm ngủ luôn nhưng mà mình á mình đâu có nghĩ là cô ấy ngủ đâu mình cứ nằm chờ đợi rồi trông móng này kia nhưng mà tại sao không chịu khởi động sớm hơn chút xíu mà để coi phim coi tivi rồi vô bà này mà ngủ rồi bây giờ mới khều mong dạ tại nhiều khi đang coi phim hứng quá mình coi cho nó hết tập rồi mình mới đi ngủ thì là ông tham lam ông cái gì ông cũng muốn hết trơn á giờ em muốn vợ em chủ động đúng không thì cũng đôi lần cũng phải đôi lần chủ động chứ trong cái vấn đề vợ chồng mà cứ để chồng tự chủ hoài cũng không có được thì còn gì rồi rất là hay cấu gắt khi mà giận chồng á thì đâu dám nói với chồng đâu không nói với chồng mà cứ đàn con ra mà chửi luôn bởi cái tính này thật sự là em cũng rất là bực mình á làm mệt cũng chết luôn đi lên hay là 11 nhiều khi em làm một mình giờ đêm em mới lên em mệt lắm luôn em lên em thấy con thì chưa tắm rửa gì hết cha thì cứ ngồi chăm chăm cho máy tính hoài luôn cái em mới tắm cho con mà nó quậy nữa em bực mình em chửi em đánh đó con. Những lúc nhưng mà cũng đâu nói với em đâu lôi con ra chửi rồi đánh đó tại vì mà lý do là sao mà em không chửi thẳng ông này mà em lại giận tại gái chém hết tại vì em có nói với ảnh là anh ơi tắm cho con giùm em cái này kia mà ảnh cứ không chịu tắm cứ ngồi hoài vậy chịu mà ảnh nói với em á là em từ giờ trở đi em đừng quá bao giờ mà cứ cằn nhằn nó đi nó lại với anh hoài à, cho nên em cũng không dám nó đi với lại với ảnh cứ nhờ ảnh mà không làm thôi em lôi con mà nếu mà nó đi nó lại hoài bộ ổng xịt em hay sao mà em không dám tại giữ vậy, lắm không dạ, dạ không phải em giữ mà tại vì cái tính đang hỏi bên này mà đang hỏi bên này lấp liếm gì cái này cái kêu là cả vú lấp ảnh vợ nóng tính lắm anh nóng tính mà có khi nào động tay động chân với em vậy thì cũng có một lần đánh em một cái cho nên làm sao em sợ em dám để cho anh đánh là cái lần đó không phải là đánh đâu anh ơi giống như là em đẩy giờ em á mà giờ em kêu là em đánh chứ thật sự không phải em đẩy thôi đẩy không, cái... đẩy nó có nhiều cái dựng đẩy nhẹ đó đúng không thì cũng được cái đẩy này nó nặng cỡ nào em quẹt ngang qua mặt vợ cái thì vợ cũng ngã ngửa đằng sau nhưng mà cũng không có đau không có gì hết cặp này là mặc dù là cũng lớn tuổi rồi đó 31 tuổi rồi 29 tuổi đúng không vậy mà như là hai em bé mà ở chung nhà vậy đó hai người bạn tiểu học á ở chung nhà vậy đó vậy là ở nhà là có ba em bé tất cả nhiều khi bé 3 tuổi nó chững chạc hơn hai người này thực ra bây giờ cái chuyện mà em muốn ở vợ em cái điều đó là hoàn toàn chính xác mà chị thấy lúc chồng em bắt đầu chuyển qua cái mong muốn thay đổi của vợ đó là mặt rất là căng thẳng nha có nghĩa là thực sự muốn mong muốn đó à, nhưng mà ngược lại á thì em phải là người chủ động làm chuyện đó thì vợ em nó mới thay đổi được chị nói ví dụ thôi giờ em muốn là vợ có chuyện gì buồn chồng thì đêm nói chuyện nói được không ông ôm cái game ông ngồi tới 1 giờ đêm á rồi nó cái thời gian đâu nó nói đúng không nè đó thì bây giờ em phải tạo điều kiện để cho vợ chồng có thời gian để mà nói những cái chuyện thì sau khi những cái chuyện rủ rỉ thổi lỗ tai nhau nói thế này nọ là cái chuyện kia nó sẽ tới đúng không có nghĩa là em làm một chuyện mà thành ra là hai chuyện em được cả hai chuyện đó đúng không nè thì đó là cái mong muốn của vợ em đó là chồng bớt ham chơi đi chồng để ý đến vợ con nhiều hơn nữa tụi em thử làm đi rồi tự dưng cái này làm cái kia
qua qua lại, tự nhiên nó xúc tác với nhau à. Đó, là mỹ mãn thôi. Riêng anh thì anh cũng bổ sung một cái phần mong muốn em thay đổi. Đã có một lần em đã xô nhẹ vợ mình thì anh mong rằng là em hãy thay đổi đi cái tính, đừng bao giờ động tay động chân trước cái nhan sắc rực rỡ bông hoa xinh đẹp này ha. Hứa không? Dạ cái điều này thì chắc là em hứa, em rồi. Xin hứa được. Nếu mà có chạm thì nhớ nhắn anh nghe, anh qua anh chạm không lại. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ em xin cảm ơn chị.